chào cô chú anh chị các bạn đã đến kênh của mình ha. Bữa nay mình tiếp tục mình qua đây mình review thông báo cho các bạn biết là cục đá xi ma của chùa Chà Tim cũ, còn gọi khác là chùa Tim Chắc, đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đào hố xi ma chú bạn ha, chuẩn bị đào hố xi ma đó. Bữa nay mình tới đây mình review cục đá xi ma và ngôi chính điện của chùa cho cô chú anh chị và các bạn xem. Và hình như là lễ cái giới xi ma là ngày 14, 15, 16 qua Tết, 14 ngày. Đây là cục đá xi ma. Và đây cũng còn thờ hình của sư chú Chi. Đi đen. Đây. Đây là cục đá xi ma các bạn ha. Đã đây đầu sáng là cô chú và cô bác đồ đã lên đây để buộc dây xong hồi sáng á. Hồi sáng thì mình không có được lại, mình chặt công chuyện, mình bận chuyện mình lại không được, bây giờ này mới mình lại ha. Đó, đây là cục đá xi ma của chùa Trời Tâm Chắc, đã chuẩn bị xong. Đó, đây là cục đá xi ma của chùa Trời Tâm Chắc, chùa Tim cũ. Đây là cục đá xi ma của chú bạn ha. Đây là trong để trong ngôi sala, để trong ngôi sala. Đây cục đá xi ma nó 7 cục anh chị ha, 7 cục. Đúng không? 4 thế 9. Quên. 9 cục, 9 cục. 9 cục nè, 4 9 cục đúng rồi. Đây là cục đá xi ma. Hả? 9 cục có 9 điện nè. 9 cục. Đó. Đây là cục đá xi ma. Của chùa Chà Tim Chắc, còn người khác là Chà Tim cũ ha. 14, 15, 16. Hình như là đào hố thì mình chưa biết đào ngày nào ha. Đào hố. Hố xi ma. Hố xi ma thì hình như là nghe đào sớm để cô chú anh bạn từ Bình Dương lại rồi đó, để vô dạng như vô cái học có tiền đó bạn. cúng giường á đó. Mày về sư nghe đào sớm mà không biết ngày nào đó. Đây là cục đá xi ma của chùa Trời Tâm Chắc, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Này tới đây mình review một đoạn cho cô chú các bạn xem. Cục đá xi ma của chùa Trời Tâm Chắc đã chuẩn bị xong, chín cục. Đây cũng gì vậy chứ, bên đó cụ sư gì, áo quan hả, còn ha, để áo quan ha. Áo quan của bên sư chủ trì Lý Đen vẫn còn ha, chắc là tới 3 tháng đó chứ. Ủa vậy luôn hả? Ồ, áo quan lại vậy hoài luôn hả? Ồ, đây phía đó là áo quan của sư chủ trì Lý Đen ha. Đó, phía bên đó, còn phía này là để cục đá xi ma. Bữa nay mình tới đây mình review một đoạn cho cô chú anh chị và các bạn xem cục đá xi ma của chùa Chà Tim Chắc như thế nào. Đây áo quan của sư chị Lý Đen ha. Đó, đây là áo quan. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình quay một đoạn ngôi chính điện cho cô chú bạn xem ha. Trước mặt chúng ta đó là ngôi chính điện ha, của chùa Trời Tâm Chắc, thuộc địa phường 10, thành phố Sóc Trăng. Thì sống rồi hoàn thành này, đây là cột cờ ha, trước ngôi chính điện đó, cột cờ. Đây sân đi sư cũng đã trang trí hết rồi ha, sân thì sư đã lót hết, nói chung là lót hết luôn, sân thì lót. Giờ mình đi nhìn thấy chá mắt luôn, rất đẹp. Đó là sân chùa, sân chùa rất đẹp ha, lót hết luôn, toàn cảnh là lót hết luôn ha. Đó, bữa nay mình quay một vòng một đoạn video ngắn thôi cho cô chú bạn xem. Đây là cột cờ của ngôi chùa ha. Đó, đây rất đẹp ha. Đây là ngôi chính điện của chùa Trời Tâm Chắc. Bài thoát đấy chứ, này bài thoát đây, nữa đây thoát đây. Đó, đây toàn cảnh của ngôi chùa. Cái này mình chỉ quay xung quanh thôi, mình phải lên trên nó, mình lên ngoài rồi
ở bên ngoài rồi, ở mình quay xung quanh. Quay thông báo thôi. Là thông báo là ngày 14, 15, 16 ha. Qua Tết. Mấy cô chú này bán nước này là bán tới sầm hạ luôn nè. Bán tới chỗ, hiểu không? Nè bên đây đứng nè. Đây là bán tới chỗ luôn á. Tới sầm hạ luôn á. Đó. Đây là ngôi chính điện. Chùa Trì Tùng Cha. À, đã hoàn thành đó chú bạn ha. Đã hoàn thành này, rất đẹp. Rất đẹp luôn đó chú bạn. Đó. Đây. Đã hoàn thành rồi ha. Sư đã lót gạch hết luôn, nói chung là sư lót xăng hết luôn. Rất đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp luôn. Đây hai chân nữa rồng. 7 đầu á. 5 đầu á. 7 đầu. Gắn thằng ra là 7 đầu. Bằng lên cho cái điện các bạn ha. Trên kia luôn ha. Ấy bữa hổm lại còn màu trắng nè, ha, phải không? Sơn rồi nè, sơn rồi nè. Bằng sơn điêu khắc á. Bằng sơn chắc trên đó đó. Sáng còn trực tiếp mà. Đó, rất đẹp ha. Đó, anh em bữa nay cũng review video ngắn thôi. Tại bên em cũng lại review hoài rồi, bữa nay lại thông báo thôi. Đó, thông báo cho cô chú bạn biết thôi. À, ngày lễ kết Sima thôi. Rất đẹp, đây là cổng nè. Trước mặt chúng ta đây là cổng phụ ha. Cổng phụ. Đó, trước mặt chúng ta đó là cổng phụ. Lót là hình xong luôn. Đây đang lót nè, chứ còn đang lót nè. Hả? Hoa. Dữ thiệt. Dữ thiệt. Thì. Quỳ à. À, thơ đó nha. Lụt lơ bảo bài. À, mấy chiếc điện. Sơn nha, mấy thợ B, thợ B. Thợ màu. Đây, đây hàng gạo ha. Đây nè, sư lót này đang lót nè, còn đang lót nè. Ở đây là hồi đó chán nha. Giờ lót rồi nè bạn. Đây, sư lót hết luôn nè. Đó, sư lót hết luôn. Rất đẹp. Rất đẹp ha. Đây là chùa Trì Tùng Cha. Phường 10, thành phố Sóc Trăng. Ở đây thì hồi đó thì giờ đây là xi măng nè, nền xi măng nè. Bây giờ sơn mới lót nè. Đây, sơn mới lót xong nè ha. Đó. Đây là lót này là đây là vỉa hè ha. Gạch vỉa hè. Đó, sơn lót hết luôn. Lót hết toàn bộ. Rất đẹp. Chùa Trời Tâm Chắc. Phường 10. Thành phố Sóc Trăng. Giờ thợ cũng đang cấp tốc làm cho hoàn thành ha. Giờ cũng hoàn thành rồi. Ngôi chính điện này còn khoảng nói chung khoảng là 1% thôi. Đã hoàn thành rồi. Xong xuôi hết trơn rồi. Đó. Nên anh em tới đây cũng review cục đá xi ma thôi. Ha, cục đá xi ma đã chuẩn bị xong rồi. Đó. Rất đẹp. Đây là chùa Trì Tâm Chắc thuộc địa phương 10, thành phố Sóc Trăng. Rất đẹp luôn chú bạn ơi. Tông màu rất đẹp. Rất đẹp ha các bạn. Cái đường đi vô từ cổng đi vô thì xài nhựa ép ha. Nhựa ép. Đó, cái cổng chính nè. Đây là cổng chính của ngôi chùa. Đó, đây là cổng chính của ngôi chùa. Rồi, giờ sư cũng đã lót hết trơn ha.
không có rồi à, không. Tôi không có hút thuốc. Đây rất đẹp. Đó, đây là tông màu của ngôi chùa ha, thì tim ha, rất đẹp luôn các bạn, tông màu rất đẹp. Bữa nay mình đến đây để mình review, thông báo cục đá xi mà cũng đã chuẩn bị hoàn thành rồi các bạn ha, đã chuẩn bị hoàn thành. Đó, rất đẹp, rất đẹp, ba, rất đẹp. Đây là chùa Trời Tâm Chắc, phường 10, thành phố Sóc Trăng, còn gọi khác là Chợ Tim Cũ. Đó, còn gọi khác là Chợ Tim Cũ. Rất là đẹp. Bữa nay anh em tới đây để quay một đoạn video ngắn thông báo ngày liệt cái giới xi mà chính thức. Đó là ngày 14, 15, 16 tháng Giêng. Âm tháng Giêng đó là âm lịch, qua Tết 14 ngày. Qua Tết 14 ngày ha. Đó. Đây. Toàn cảnh đây, mình sẽ phóng xa lại ha. Quay cho thấy rõ ha. Cho nó thấy rõ, thấy đẹp. Mình để gần quá sao cô chú gần thấy nó gần quá cũng thấy không đẹp. Đó. Bây giờ mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuẩn bị lễ kết giới xi mà rồi. Còn khoảng một tháng nữa thôi. Một tháng, hơn một tháng nữa thôi. Đã tới lễ kết giới xi mà rồi. Rất đẹp ha, toàn cảnh của ngôi chùa. Cái này anh em tới đây cũng lại thông báo một đoạn video ngắn thôi ha. Thông báo một đoạn video ngắn thôi. Rất là đẹp. Đây là chùa Trời Tâm Chắc, thuộc về phường 10, thành phố Sóc Trăng. Tông màu của chùa Trời Tâm Chắc rất đẹp ha. Đây là do sư trụ trì Lý Đen là thiết kế. Đó, đây có hai đường lên, có hai thang gắn thẳng ra bảy đầu. Đó, rất đẹp. Đây bữa nay lại cùng gặp Phật tử chuẩn bị đi đám ở dưới Vĩnh Châu á, gặp chuẩn bị đi đám ở dưới Vĩnh Châu, đi đám tang của sư dưới Vĩnh Châu, phó chủ trì dưới Vĩnh Châu ha. Thở nãy ngậm sướng thở. Nên cha hát bắt con lột hát bắt bọn. Bọn ơi. Đi bắt đây lột hả? À. Đây cũng đang dán gạch. Tháp á. Ngôi tháp. Xung quanh ngôi chính điện. Đó. Rất là đẹp. Dữ vậy. Rất là đẹp. Đó. Toàn cảnh của... Đây. Rất đẹp ha. Đây ngôi xe la. Đây cũng thợ đang cắt này chắc chỗ mà ha sao đó các bạn ha. Chắc chỗ ha sao đó. Phía bên kia thì ngôi xe la. Đó. Phía đó là ngôi xe la ha. Buộc kìa, ngôi xa nó phải rồi. Buộc rồi. À, buộc rồi. À, sao không thấy đâu nãy giờ. Không biết đâu. Đây là cảnh của ngôi chùa ha. Ở phía đó là ngôi xa la. Phía đó là ngôi xa la. Ở đây chắc không, chỗ mà Hà Sa lắm. Ngay nhì thôi. Tỏ đây bọn, xong Hà Sa lá. Bà dị đại trong đây. Đây hàng Hà Sa. Đây là Hà Sa lớn nè. Đó đang hiện đó. Đây Hà Sa. Thầy quay. Quay cho buộc rồi, buộc mới hay á, đẹp lắm á. Tao vô quay rồi.
bữa nay cùng gặp Phật tử chuẩn bị đi lễ tang sư Thạch Phô ở Vĩnh Vĩnh Châu ha. Đó, Phật tử bên Trà Tim cũng chuẩn bị đi đó. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Trà Tim, ngồi chính điện ha, rất là đẹp. Ở đây thì ở đây mà chuẩn bị cấp Maha Sal, Maha Sal lớn nè. Maha Sal này chuẩn bị dạng như tiếp Phật tử đến để mà cúng chùa ha. Đây ở đây thì hồ cá của nhà chùa. Đây đây là hồ cá của nhà chùa ha, rất đẹp ha. Đó rất đẹp, hồ cá của nhà chùa, hồ cá của chùa Trời Tâm chắc. Mình tới đây mình quay một đoạn video ngắn thôi ha, cho cô chú bạn xem. Rất đẹp toàn cảnh của ngôi chùa Trời Tâm Chắc. Như vậy là thông báo là lễ kết giới Xí Ma vào ngày 14, 15, 16 tháng Giêng, qua Tết 14 ngày các bạn ha. Qua Tết 14 ngày. Đây toàn cảnh của ngôi chùa. Rồi quay hồ này nữa được rồi chứ ơi. Quay hồ này được rồi, được rồi, cho bà con cô bác thông báo bao nhiêu này được rồi. Đó. Đây là hồ cá, cũng có Phật Thích Ca ngồi giữa hồ luôn các bạn ha. Đó. Rất đẹp. Toàn cảnh của ngôi chùa đây cũng có, hồi đó đây có nuôi con trộn trong này nè. Bây giờ không biết còn không ha. Đây nè. Chắc hết rồi bạn. Cái cây này không biết cái gì ha. À cô này nâu ấy lão chạy. Cô đây nó nâu ấy. Nâu lại à. Ờ ô còn thiệt ở trên kia đó bạn. Ở trên kìa. Trời ơi ngủ kìa. Kìa, ngủ trên kia kìa. Đó. Đó, ngủ trên không mới thấy. Đó ngủ trên ha. Mình nãy mình không thấy nó ngủ ở trên. Đó. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Trời Tâm Chắc, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Đó. Đây toàn cảnh của ngôi chùa. Đây sư mua gạch chuẩn bị lót thêm nữa nè bạn. Đây, gạch đây nè ha. Lót thêm nè. Đó. Lót thêm, lót chưa xong ha. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Trời Tâm Chắc, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Toàn cảnh luôn ha. Thôi vậy là clip của mình tới đây kết thúc ha. Cô chú anh bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của mình.